Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Và hôm nay tiếp tục với series đi phượt trường đại học thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trường đại học khác ở Cần Thơ, đó là trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tiền thân của trường là khoa Y Nha Dược thuộc trường Đại học Cần Thơ. Năm 1979 thành lập khoa Y Nha Dược thuộc Đại học Cần Thơ. Đến năm 2002, khoa Y Nha Dược được tách ra để thành lập trường Đại học Y Dược Cần Thơ trực thuộc Bộ Y tế. Và cho đến năm 2011, Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định thành lập bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ gồm có 6 khoa: khoa Y, khoa Răng Hàm Mặt, khoa Dược, khoa Điều dưỡng, khoa Y tế công cộng và khoa Khoa học cơ bản. Khu giảng đường là nơi các bạn sinh viên được thầy cô giảng dạy và học tập. Theo mình được biết thì mỗi lớp có hơn 100 sinh viên và chia ra học theo từng môn mà các bạn đăng ký. Về đồng phục thì cũng không quá khắt khe, các bạn chỉ cần ăn mặc lịch sự một chút. Đối với nam, mặc quần dài, áo thun, áo sơ mi. Đối với nữ, mặc quần dài, không được mặc áo cổ quá rộng. Ở đây sẽ có những cái cầu như thế này để nối liền các khu lại với nhau. Khi chúng ta đi trên những cái cầu này thì có thể đi xuyên qua được các khu khác. Hiện tại mình đang đi trên cái cầu nối giữa khoa Y tế công cộng và khoa Răng Hàm Mặt. Một nét đặc trưng ở Đại học Y Dược là các khu tự học. Ở đây có rất nhiều khu tự học như thế này. Ngoài những giờ trên lớp, các bạn có thể ra những khu như thế này. Ở đây có đầy đủ bàn ghế và các bạn có thể thoải mái học tập. Các bạn có thể rủ thêm bạn của mình để gặp thành một nhóm, vì học nhóm sẽ giúp các bạn nhanh tiến bộ và hiểu bài hơn. Vì đôi khi trên lớp, giáo viên giảng chúng ta không hiểu mà bạn bè giảng chúng ta lại hiểu. Màu đặc trưng của trường Đại học Y Dược Cần Thơ đó là màu xanh da trời. Nó tượng trưng cho hòa bình, thanh thản, tinh thần và độ tin cậy. Đây là phía sau của khoa Y, là nơi diễn ra lễ Maccabê, lễ đi tri ân những người hiến xác cho y học. Ở giữa các khoa là một công viên khá là rộng và hiện tại mình đang đứng ở giữa công viên. Và xung quanh có rất nhiều cây và hoa.
Phía sau mình là tượng của một người được mệnh danh là ông tổ của ngành y Hippocrates. Ông sinh năm 460 trước công nguyên và mất năm 370 trước công nguyên. 2000 năm qua, người ta vẫn nhắc tới ông vì không chỉ ông là người sáng lập ra y học, có tài điều trị giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt, mà còn được xem như là tác giả của lời thề Hippocrates nổi tiếng mà mọi bác sĩ đều phải tuân theo. Đây là khu thể thao của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, có các sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá và cả phòng gym để các bạn có thể rèn luyện sức khỏe của mình. Vào buổi chiều ở đây thì sẽ có rất nhiều bạn sinh viên đến đây để thể chơi bóng chuyền cũng như là bóng đá. Phía sau mình chính là một câu nói nổi tiếng của Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Ông sinh năm 1720 và mất năm 1791. Ông là một lang y xuất chúng và được xem như là ông tổ của Cục Quân y Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một đài phun nước rất là đẹp, nơi đây có rất nhiều cây xanh giống như là một công viên thu nhỏ giữa lòng đại học và đặc biệt có rất nhiều hoa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.